Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới anh em một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Glashütte, một trong những thương hiệu lớn nhất đồng hồ của Đức. Và chúng ta sẽ thấy được đây là một chiếc đồng hồ dress watch, nhưng nó có rất là nhiều những cái DNA cũng như là không thể lẫn được với những thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ như là Patek hay là Blancpain, Vacheron. Glashütte là Glashütte và Glashütte luôn luôn thể hiện một tinh thần, một chất Đức rất rõ ràng và mãnh liệt. Những sản phẩm của Glashütte cũng như là những chiếc đồng hồ Đức thì luôn luôn bảo thủ và có những cái vẻ đẹp rất là riêng. Chiếc đồng hồ đang trên tay tôi đây chính là chiếc đồng hồ Glashütte mà tôi đã đề cập tới. Chiếc đồng hồ này thì thuộc bộ sưu tập là Pano Invert, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2008. Ngoài cái vấn đề về dáng vỏ của một chiếc Glashütte Pano nhé, trong bộ sưu tập Pano thì chúng ta sẽ thấy được là cái thiết kế trên mặt số của họ là một thiết kế 3/4. Đó, bình thường ấy, thì nó là ở phía mặt sau của chiếc đồng hồ. Tuy nhiên với chiếc đồng hồ Pano Invert này thì cái phần phía sau mà chúng ta thường xuyên nhìn thấy ấy, đó chính là cái bộ balance, bộ điều hòa ấy, với một cái cây cầu cũng như là với bánh xe cân bằng. Thay vì chúng ta sẽ nhìn thấy chiêm ngưỡng ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ được Glashütte đưa lên trên phía mặt trước để cho chúng ta có thể chiêm ngưỡng ở phía mặt này. Về lớp vỏ chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể thấy đây là một chiếc đồng hồ với lớp vỏ bằng vàng hồng 750 với đường kính là 42mm. Chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy được cái lắc là khá là ngắn. Chiếc đồng hồ này thì núm ở góc 3 giờ vẫn như núm thông thường thôi. Nó không có quá nhiều điểm khác biệt, một chiếc núm rất là classic, rất là cơ bản. Chiếc đồng hồ này thì tôi chỉ muốn nói tới nhiều nhất đó chính là mặt số của chiếc đồng hồ này. Tiên ấy, chúng ta có thể thấy được là được thể hiện xem giờ theo một cách không phải là truyền thống giống như những thương hiệu đồng hồ khác, mà chúng ta sẽ thấy được là cái đồng hồ đếm giờ theo thuật ngữ ấy, thì nó gọi là không phải là trung tâm, không được cái trụ kim cũng như là cái kim không được đặt ở trung tâm, nó là bán trung tâm. Đó, chúng ta sẽ có một đồng hồ đếm giờ phút, một cái đồng hồ nhỏ ở phía dưới góc 6 giờ là thể hiện kim giây. Ngoài ra thì chúng ta còn có một chức năng khác, đó chính là Power Reserve. Với một chiếc đồng hồ lên dây thì cái chức năng đồng hồ báo cót ấy là nó rất cần thiết, thậm chí là nó cần thiết hơn là cái kim dây luôn các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ biết được là chiếc đồng hồ còn bao nhiêu cót, khi nào thì chúng ta phải lên cót cho chiếc đồng hồ này. Đó, thời điểm đầu tiên chúng tôi gặp chiếc đồng hồ như thế này là khoảng tầm năm 2013-2014. Thì những chiếc đồng hồ Glashütte và Pano Invert này phải nói là tuyệt đẹp, bởi vì nó không giống bất kỳ một chiếc đồng hồ nào khác. Không phải, không hẳn là skeleton, không hẳn là đồng hồ hở xương, mà nó chỉ cho phép chúng ta nhìn thấy một bộ balance hoàn toàn là đặc biệt và không lẫn, gần như là không lẫn với một bất kỳ một thương hiệu nào khác. Chỉ có Glashütte mới có cái bộ balance wheel đẹp như thế này. Chiếc đồng hồ này được làm trên cái nền mặt số với những cái đường độ hoàn thiện đây, nó là những nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ là Côte de Genève. Tức là theo như tôi biết thì đây nó là độ hoàn thiện này thì nó gọi là, thì người Đức cũng có cái tên riêng của nó. Nó đại khái nó là kiểu trái xước của người Đức, kiểu như vậy. Nó tức là nó khác với cái tên Côte de Genève của những cái thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ. Đó, và chúng ta có thể thấy được là nó tạo nên cái những cái vân sóng rất là đẹp mắt. Cái cách trang trí bộ máy của những chiếc đồng hồ Đức rất là khác biệt. Đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy Erlang&Zorn hay là Glashütte, thậm chí là Glashütte còn có những cái phần thậm chí là nhỉnh hơn. Tôi đánh giá là thậm chí là có những phần nhỉnh hơn. Ví dụ như là bộ balance này. Đó. Về chân kính cũng như là vít thì chúng ta có thể thấy được là Glashütte đã đưa lên trên mặt số của chiếc đồng hồ này. Đó. Chúng ta đây có hai cái chân kính với ba cái vít nung xanh, cũng như là hai cái chân kính này được bọc vàng Charlton đấy. Đấy, rất là đẹp mắt. Đó, cái thiết kế của trên cái mặt số của chiếc đồng hồ này là thiết kế 3/4, và tôi ấn tượng nhất đấy chính là phần 1/4 nhỏ nhất của cái mặt số này này, đó chính là thương hiệu đã đem cái bộ balance, cái bộ điều hòa đưa lên trên mặt số thay vì phía dưới. Cái bộ điều hòa này thì chúng ta có thể gọi được nó là theo cái thuật ngữ nó là Swan Neck. Swan Neck nó là cổ thiên nga ấy. Đó, Swan Neck thì với cái chiếc đồng hồ này thì nó là duplex Swan Neck, hai cái phần cổ thiên nga nó tạo thành một cái cầu và nó tạo ra cái hình mà tôi hay gọi đây là cánh bướm, nhìn rất là đẹp mắt. Cái phần cầu này này thì chúng ta sẽ thấy được là họ Envergreen, họ chạm khắc Envergreen đấy, họ chạm khắc rất là đẹp. Cái nói một chút về cái Swan Neck
hay còn gọi là cổ thiên Nga này ấy, thì nó là một cái cơ chế, một cái cơ cấu mà được thường xuyên được sử dụng trong những thương hiệu đồng hồ Đức, ví dụ như là A. Lange & Söhne hay là Glashütte. Glashütte thì đặc biệt hơn là họ làm hai cái cầu mà như tôi vừa nói là duplex swan neck ấy. Thế là nhìn cái bộ điều hòa cũng như là cái cầu nó vô cùng ấn tượng và nó tạo ra cho chúng ta một cái điểm nhấn thực sự là không thể nào quên. Khi mà nhìn thấy cái cầu này thì chắc hẳn là rất nhiều người sẽ nghĩ đến đây là một sản phẩm của Glashütte, không lẫn đi đâu được. Đó là một cái DNA và đây là cái thành công của Glashütte khi mà họ tạo ra một cái biểu tượng đó, hình cánh bướm với hai cái cổ thiên Nga gắn lại đó. Đấy, của chiếc đồng hồ này thì được thiết kế cũng như là được làm rất là khác với những cái đáy của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Đó là chúng ta có thể thấy được là những cái bánh răng chuyển động đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng ta không thấy, chúng ta chỉ thấy được một cái khay mà được che kín toàn bộ, kết hợp với ở trên là chúng ta sẽ thấy điểm nhấn với những cái chân kính bọc vàng đó, và một vài cái plate mà họ đánh bóng kết hợp với cả Côte de Genève vân vân. Cái phần phía đằng sau của cái chiếc đồng hồ này ấy, tôi đánh giá là chỉ đẹp bằng 1/3 so với mặt số thôi. Đó là cảm nhận cá nhân của tôi. Đấy, nó không có quá nhiều điểm đặc biệt. Cái thế hệ hiện tại của Pano ấy, thì bây giờ họ đã ra một bản không phải là Pano Invert nữa mà là Panomatic, thì vẫn đưa cái bộ điều hòa lên trên mặt số. Tuy nhiên là chiếc đồng hồ đã là một chiếc đồng hồ tự động rồi, không còn là một cỗ máy 66 mà chúng ta lên dây nữa. Quan điểm của tôi ấy, thì với những chiếc đồng hồ tự động ấy, thì chúng ta sẽ đeo nó sẽ tiện lợi hơn. Nhưng với tôi thì tôi thấy là nếu như với một chiếc đồng hồ lên dây, chúng ta chỉ hơi bất tiện một chút trong quá trình sử dụng thôi, nhưng hãy coi nó như là một cái điều gì đấy tận hưởng thì nó sẽ khác. Ok, sau đây thì chúng ta hãy cùng thử lên tay chiếc đồng hồ này đi. Đây là một chiếc đồng hồ có đường kính 42mm. Tuy nhiên là như tôi đã nói thì chiếc đồng hồ này nó có lắc nó ngắn, thế nên là nó đeo chiếc đồng hồ này đeo rất là vừa vặn. Đó, cổ tay của tôi là khoảng gần 17 thì các bạn có thể thấy được không ạ? Nó không bị to quá bởi vì cái lắc nó rất là ngắn, nó hoàn toàn nó nằm trên cái cổ tay của mình luôn. Khá là ôm tay, phải nói là nó rất là cổ điển đấy. Chiếc đồng hồ này thì với một mức giá retail khi mà họ bán ra cái đây khoảng mười mấy năm ấy, đó chính là khoảng 25.000 euro, 25.000-27.000 euro, thì hiện tại bốn chiếc đồng hồ sau khoảng hơn 10 năm sử dụng thì nó chỉ còn chưa đến 50% giá trị. Thì hiện tại những chiếc đồng hồ Pano Invert như thế này có mặt ở trên thị trường với lớp vỏ vàng hồng có mức giá dao động khoảng từ 12.000 đến khoảng 15-17.000 tùy từng tình trạng. Thì đây, theo tôi, đây là một trong số những chiếc đồng hồ mà không thể bỏ qua với những người đam mê đồng hồ Đức. Đây cũng là cuối video này rồi, thì các bạn suy nghĩ như thế nào về chiếc Glashütte Pano Invert này thì hãy cùng comment ở dưới video này anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.